Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nhé. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ Vân Dung. Vân Dung là một diễn viên. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ Quang Thắng. Quang Thắng là một diễn viên nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đây là hai màu của mình, màu trắng và màu đỏ nhá. Đây là hai màu của mình, màu trắng và màu đỏ nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ. Trời xanh bỗng lặng cơn giông bão. Bạn ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thành rồi nha. Sẽ hoàn thành rồi nha.
ra cái sứa này. Anh em ạ, anh vui không mà cái sứa. Còn giờ anh buồn, đang gặp được anh vui. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình sắp hoàn thiện rồi nha, chiếc vòng của mình sắp hoàn thiện rồi. Ba lần sắp hoàn thiện rồi. Cái gì? Ba lần sắp hoàn thiện rồi. Hoàn thiện năm lần rồi đấy. Chiếc vòng. Mai là mình sắp hoàn thiện rồi. Ba lần sắp hoàn thiện rồi. Cái mai nào? Mai gì vậy? Mình đến đây là hoàn thành rồi. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh cho mình nhé. Các bạn ơi, trong phòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Yeah.